Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, một dự đoán táo bạo nói rằng giá Bitcoin có thể tăng 500% từ nay đến tháng 4 năm 2024. Trong phân tích mới nhất của mình, TechDev nhận định Bitcoin sẽ chứng kiến đỉnh Parabol sau đợt halving vào năm 2024. Chỉ chưa đầy 12 tháng nữa, đợt Bitcoin halving tiếp theo sẽ xảy ra với rất nhiều những kỳ vọng của các nhà đầu tư. Một số người cho rằng sự kiện này sẽ đặt nền móng cho mức cao nhất mọi thời đại tiếp theo, phù hợp với các chu kỳ halving trước đó. Đối với nhà phân tích TechDev, mức đỉnh mới của Bitcoin sẽ đến vào quý 2 năm 2024. Một biểu đồ cho thấy đường dẫn đến đỉnh quý 2 với các đường kháng cự, mức thoái lui Fibonacci và mức cao nhất mọi thời đại hiện tại từ năm 2021. Nhà phân tích này cho rằng Bitcoin sẽ đạt đỉnh $160,000, tương đương với mức tăng 500%. Phía dưới phần bình luận, một số nhà phân tích cũng bày tỏ sự đồng tình với nhận định của TechDev. Tuy nhiên, những dự đoán khác nhau về mức đỉnh cũng được đưa ra. Bitcoin đã phải đối mặt với một số áp lực bán trong 2 tuần qua, giao dịch trong phạm vi hẹp từ $26,500 đến $27,500. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của Bitcoin đã cạn kiệt khi dòng tiền vào các sàn giao dịch chạm mức thấp mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiệu suất thấp hiện tại của Bitcoin, cá mập và cá voi đã bắt đầu tích lũy altcoin và stablecoin. Sentiment cho biết, khi cá mập và cá voi không mua thêm Bitcoin, chúng tôi thấy rằng stablecoin đã được tích lũy bởi những người nắm giữ lớn này, làm tăng sức mua trong tương lai của họ. Các stablecoin được tích lũy mạnh nhất bao gồm USD Coin, Binance USD và DAI stablecoin. Các địa chỉ cá voi trị giá 100.000 đến 10 triệu đô la nắm giữ 37% USDC, 6% BUSD và 39% DAI. Mặt khác, một số altcoin ít được biết đến hơn cũng đã lọt vào tầm ngắm của cá voi. Trong tháng 5 này, cá voi và cá mập đã tích lũy một số đồng coin như PRO, Banqui và Maker. Theo Sentiment, nhóm ví từ $100,000 đến $1,000,000 đã tích lũy những tài sản này. Một loại altcoin khác đã tăng mạnh trong thời gian gần đây là Render Token, viết tắt là RNDR. Chỉ trong 2 tuần qua, RNDR đã tăng hơn 60% và trở thành loại tiền điện tử lớn thứ 45 tính theo vốn hóa thị trường. Vào thứ 3, ngày 23 tháng 5, giá đồng RNDR đã tăng vọt lên $2,785. Sau đó, nó đã tham gia vào một số loại đặt trước lợi nhuận. Sentiment đã báo cáo rằng các nhà đầu tư cần thận trọng khi xem xét các giao dịch của cá voi đã tăng lên mức cao thứ 3 trong tháng qua. Sentiment giải thích các ví RNDR cá mập và cá voi chính đang tiếp tục tăng về số lượng. Các ví nắm giữ RNDR từ 1 triệu đến 10 triệu đang đặc biệt tăng nhanh. Con số 90 ví cá voi là nhiều nhất trong lịch sử của đồng coin này. Và thông tin cuối cùng, tỷ phú nổi tiếng trong chương trình Shark Tank của Mỹ, Mark Cuban tin rằng cuộc tấn công của SEC vào tiền điện tử sẽ không hiệu quả. SEC đang chuẩn bị cho cáo buộc các token tiền điện tử là chứng khoán khi họ tiếp tục tham gia vào một cuộc chiến pháp lý với Ripple. Trước đó, SEC đã gửi thư cho Grayscale tuyên bố Filecoin là chứng khoán. Mark Cuban đã nói rằng cách tiếp cận của SEC để dán nhãn token Filecoin là chứng khoán sẽ không thành công. Không chỉ Filecoin, bất kỳ blockchain nào phát hành token của nó đều không thể bị nhắm mục tiêu như thế này. Tỷ phú này tin rằng điều có thể xảy ra tiếp theo đối với các token là phát hành tất cả chúng, không để lại kho bạc. Các cơ quan quản lý không thể làm bất cứ điều gì đối với các tổ chức phát hành token hoặc trên các token khi chúng đang được lưu hành. Trước đó, SEC Hoa Kỳ đã gửi thư tới Grayscale Investment tuyên bố rằng token Filecoin đủ điều kiện là chứng khoán. Ủy ban bảo mật sẽ không bỏ sót bất kỳ mục tiêu nào để nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp tiền điện tử. SEC cũng đã nhắm mục tiêu đến các sàn giao dịch tiền điện tử Kraken, Bittrex và Coinbase, cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.